Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 3, giá vàng trong nước ghi nhận phiên giảm khá mạnh ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở sát ngưỡng 1.970 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới biến động khi chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.920.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.250.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.350.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 600 cho đến 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.350.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 150.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 190.000 đồng một lượng chiều mua và 210.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.310.000 đồng một lượng, chiều bán 66.930.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.350.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boss số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay ngược chiều so với giá vàng miếng SJC khi ở cả chiều mua và chiều bán đều không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.317.000 đồng một lượng đến 54.950.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.317.000 đồng một lượng đến 55.950.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.967,4 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 4,1 đô la với tỷ lệ 0,22%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.955 đô la Mỹ và cao nhất 1.971 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng
28.590 đô la Mỹ một đồng, trong khi đã tăng 0,8%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 102,502 điểm, trong phiên đã giảm 0,14%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ nhảy lên mức 3,575% một năm, tăng 0,2% trong phiên. Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng và hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 73,586 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 1,08%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới mặc dù có tín hiệu tăng tại phiên Âu chiều nay theo giờ Việt Nam, nhưng vẫn chưa thể vượt qua mức 1.970 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 56.100.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 10.800.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 150.000 đồng một lượng. Giá kim loại quý thế giới tiếp tục giảm khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang dần quay trở lại thị trường trong tuần này. Ngoài ra, sự phục hồi của đồng bạc xanh cũng tác động tiêu cực đến giá vàng. Về dài hạn, giám đốc Eric Chan của công ty trao đổi vàng Goldmaning cho rằng mặc dù mức 2.000 đô la Mỹ một ao đang chứng tỏ là mức kháng cự vững chắc đối với vàng, nhưng việc kim loại quý này quay trở lại mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian khi nó đang được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu và nguy cơ suy thoái buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải từ bỏ tăng lãi suất cao. Ông cũng lưu ý rằng khoảng cách thu hẹp trong chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng là yếu tố tích cực đối với vàng. Mặc dù Fed được cho là sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt, nhưng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB mới chỉ bắt đầu. Ông chỉ ra rằng việc ECB tăng lãi suất sẽ hỗ trợ cho đồng euro nhưng làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Bình luận được Eric Chan đưa ra khi giá vàng giữ ở mức hỗ trợ vững chắc trên 1.950 đô la Mỹ. Giá vàng đã duy trì xu hướng tăng khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 6. Thị trường đang định giá khả năng có 4 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Điều này mâu thuẫn với nhận xét từ người đứng đầu Ngân hàng Trung ương ông Powell rằng Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2023. Các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng TD Securities cho biết, mặc dù vàng đã đạt được một số mức tăng vững chắc trong vài tuần vừa qua, nhưng xu hướng này sẽ phụ thuộc vào các chính sách tiền tệ của Fed. Các nhà phân tích cho biết, để kim loại màu vàng giữ được những mức giá cao này, cần phải có những dấu hiệu cho thấy Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn còn cách xa mức mục tiêu là 2%. Tuần trước, vàng đã cố gắng kiểm tra lại mức kháng cự quanh 2.000 đô la Mỹ một ao sau khi chủ tịch Fed ông Powell báo hiệu rằng chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ có thể sẽ sắp kết thúc. Chủ tịch Fed ông Powell nói, chúng tôi không còn tuyên bố rằng việc tăng lãi suất liên tục là cần thiết để dập tắt lạm phát. Thay vào đó, giờ đây chúng tôi dự đoán rằng một số chính sách bổ sung có thể sẽ phù hợp. Mặc dù Fed có thể sắp kết thúc quá trình thắt chặt mạnh mẽ, nhưng ông Powell nói thêm, ông không mong đợi Ngân hàng Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các nhà phân tích lưu ý, triển vọng của ông Powell trái ngược với kỳ vọng của thị trường đang tìm kiếm một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và 4 lần cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm. Họ cho rằng Ngân hàng Trung ương khó có thể tiếp tục tăng lãi suất khi thế giới đang đối phó với giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng ngân hàng. Dữ liệu được chờ đợi trong tuần này là báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE sẽ được công bố vào phiên ngày mai thứ 6. Dữ liệu này sẽ cung cấp manh mối mới về lạm phát và liệu nền kinh tế của Mỹ có đang tiến tới suy thoái hay không. Dữ liệu chi tiêu và tiêu dùng cá nhân PCE là thước đo lạm phát yêu thích của Fed. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.